Ngày 31 tháng 5, Đức Mẹ thăm viếng Thánh Elizabeth. Đây là một ngày lễ được thiết lập trễ, trong khoảng thế kỷ 13 hay 14. Ngày lễ này được thiết lập trong toàn giáo hội để cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Chỉ mới đây, ngày cử hành lễ được ấn định theo sau lễ truyền tiên vào tháng 3 và trước lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả vào tháng 6. Cũng như mọi lễ khác về Đức Maria, lễ này có liên hệ chặt chẽ với Đức Giêsu và công trình cứu chuộc của Ngài. Các nhân vật chính trong cuộc thăm viếng là Đức Maria và bà Elizabeth. Tuy nhiên, tiềm ẩn ở đằng sau là Đức Giêsu và Gioan Tẩy Giả. Đức Giêsu đã làm Gioan Tẩy Giả nhảy lên vì vui mừng, niềm vui cứu chuộc của Đấng Thiên Sai. Ngược lại, bà Elizabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần và các lời ca tụng Đức Maria, mà những lời này còn vang vọng qua các thế hệ. Cần biết rằng, chúng ta không có tài liệu tường thuật chi tiết về cuộc gặp gỡ này. Đúng hơn, Thánh Luca, lên tiếng thay cho giáo hội, đã dùng một bài thơ có tính cách cầu nguyện để diễn tả lại biến cố này. Lời bà Elizabeth ca tụng Đức Maria là mẹ của Chúa tôi có thể coi như sự sùng kính của giáo hội thời tiên khởi đối với Đức Maria. Như tất cả sự sùng kính Đức Maria đích thực, những lời đầu tiên của bà Elizabeth cũng như của giáo hội là ca tụng Thiên Chúa vì những gì Ngài đã thể hiện cho Đức Maria. Kế đến, bà mới ca tụng Đức Maria vì đã tín thác vào công trình của Thiên Chúa. Sau đó là kinh ngợi khen. Ở đây, chính Đức Maria cũng như giáo hội đã nhận biết sự cao trọng của mình là do Thiên Chúa. Lời bàn. Trong kinh cầu Đức Bà, có lời xưng tụng Đức Maria là hòm bia giao ước. Như hòm bia giao ước thời xa xưa, Đức Maria đã giúp Thiên Chúa hiện diện trong đời sống của mọi người. Như David nhảy múa trước hòm bia, thì Gioan Tẩy Giả cũng nhảy lên vì vui mừng. Như hòm bia giúp kết hợp 12 dòng họ Israel được đặt trong thủ phủ của David, thì Đức Maria cũng có sức mạnh kết hợp mọi Kitô hữu trong con của Ngài. Hiện nay, việc sùng kính Đức Maria đã có những chia cách, nhưng hy vọng rằng việc sùng kính đích thực sẽ dẫn đưa mọi người đến Đức Kitô và từ đó đến với nhau. Lời trích. Được thúc giục bởi lòng bác ái, nên Đức Maria đã đến nhà người bà con. Trong khi mọi lời của bà Elizabeth đều đầy ý nghĩa, lời sau cùng của bà dường như quan trọng hơn cả. Phúc cho ai tin rằng lời Chúa nói với họ sẽ được thể hiện. Những lời này có thể liên hệ đến danh xưng đầy ơn phúc mà thiên sứ đã chúc tụng. Cả hai đoạn này tiết lộ một nội dung căn bản về thánh mẫu học, có thể nói là chân lý về Đức Maria, là người đã trở nên thực sự hiện diện trong mầu nhiệm của Đức Kitô chỉ vì Ngài đã tin. Ơn sủng đầy tràn mà thiên sứ loan báo có nghĩa là chính Thiên Chúa. Đức tin của Đức Maria được bà Elizabeth xưng tụng trong cuộc thăm viếng cho thấy Đức Trinh Nữ Nazareth đã đáp ứng thế nào với ơn sủng này.